phân biệt cửa lưới chống mũi dạng cuốn chống bung mép và không chống bung mép. Cửa lưới không chống bung mép có mép lưới, trong khung nhôm dễ dàng bị bung ra khi có gió mạnh. Trên nút bấm có logo BES Green. Phía dưới khung cửa không có đường ray. Còn đối với cửa lưới chống bung mép, mép lưới được may vào miếng nhựa và định hình chắc chắn vào khung cửa, không bị bung kể cả khi gió lớn. Trên nút bấm có logo Quang Minh. Phía dưới khung cửa có đường ray cố định, hạn chế tối đa côn trùng xâm nhập vào nhà. Quang Minh đem đến sản phẩm cửa lưới tự cuốn chất lượng, màu sắc đa dạng, lắp đặt linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng. Liên hệ ngay 0975 998 317 để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.